nó còn con vít này đúng không? Một con thôi hả? Hai con chứ. Còn còn cái ghế này gập sao? Cái này nhét vô vậy thôi không? Dạ. Không có khóa cái gì không? Còn khóa khác. Ông hơi, cái đó ông hơi đúng không? Cái thằng ông nội này gặp sao? Có chốt dưới hả? Gạt cái chốt này là gặp được hả? À. Đúng không? Đây nó có cái cầu chì hay gì? Đó. Dưới này có cái cầu chì hả? Có cầu chì đó. Quay lại vậy chứ mấy năm sau nó không có quên. Quay lại không mấy năm sau nó quên. Ờ chứ tôi quên hoài à. Quên sao. Đây, cái này hai ốc vít luôn. Hai bên mỗi đứa bên con chứ mấy hả? Bên con. Tiếp. Đợi ra cái ốc vít thôi, cái túi. Chưa ra 50 hả? Chưa, tí nữa. Thằng này cài vô giống sạc tia nè. Đó khóa qua đây. Cái ống hơi để nấp là được rồi đúng không? Đó, đó không sao. Đó, hàng trưng bày khác là con này mới hoàn toàn đó hả? Con này mới hoàn toàn chứ, con này con trưng bày cho khách người thử. Như thế này, có cái ống hơi ha. Như dắp điện. Này là cho nó có bộ rung thôi. Có hơi luôn hả? Có hơi chứ. Cái nào nó xì ống hơi cho anh ta? Xì ra. Một ống hơi, một dắp điện. Dây đỏ là gì? À, nó có màu giống nhau hả? À? 3 dây luôn. 12 dây. Có nào ráp lộn được không? Lộn sao được. Không có dây dư là dây gì? Dây dư đây, dây để dư phòng. Ừ, ba dây, ba rác gì cái nào mình cắm lộn được không? Không lộn được. Lộn à, sao? Nó cùng màu hay sao? Không. Ê, ông đừng giấu nghề nha, mai mốt tôi đi đâu tôi khỏi kêu ông khỏe đâu mà. Thôi mở coi lại đi đâu chứ khi mà mở. Mua nợ được không? Mua nợ được không? À, nó có dây cho các bạn điều khiển hả? Hai bạn điều khiển đi. Đây, điều khiển đây đây. Bút vào đây, hả? Ồ. Em chưa? Chưa, từ từ. Nó gặp luôn, nó nhìn nó đi.